Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nước cam thảo. Cái bịch cam thảo này mình mua ở rất là tiện ha. Mình mua bất kỳ cái tiệm thuốc bắc nào cũng có hết. Cái bịch này khoảng gần nửa ký. Mình mua với giá là 10 đô thì khoảng hơn 180.000 tiền Việt Nam. Mình chưa nấu mà đã thơm. Cái vị nó đã thơm lắm các bạn. Các bạn ơi, cái nước cam thảo nó cực kỳ dễ nấu luôn. Chỉ với 5 phút thôi, các bạn sẽ có một ly cam thảo uống rất là tốt cho sức khỏe ha. Nước cam thảo có những lợi ích tuyệt đối cho sức khỏe của các bạn như sau: điều trị viêm da và nhiễm trùng, chữa viêm loét dạ dày, điều trị viêm gan C và chữa sâu răng đó các bạn. Cam thảo có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng và điều trị viêm họng và chỉ khát quá đờm. Một vài thành phần hóa học chứa trong cam thảo có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn và làm loãng đờm, hỗ trợ điều trị viêm họng, và nó hỗ trợ cho tác dụng nội tiết tố và chúng co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa đó các bạn. Giờ mình chỉ cần bắt nồi nước lên, mình định cho những cái một chút xíu cam thảo để nó sôi trong vòng 5 phút rất là nhanh. Các bạn có thể tắt nước để nguội, và các bạn có thể đổ qua ly uống, hoặc là các bạn muốn lạnh thì bỏ vào tủ lạnh ha. Các bạn ơi, mình đã có một ly nước cam thảo đang còn nóng nè. Mình thích uống đá, mình sẽ cho vào vài ba viên đá vào và bắt đầu thưởng thức ly cam thảo. Nước cam thảo này khi các bạn uống thì thấy rất là thơm, mà sau đó thì cái hậu lúc mà mình uống xong á là nó có vị ngọt nha. Mình uống rất là thích. Mình hay nấu xong mình bỏ vào tủ lạnh uống mát mát như vậy rất là tốt nha các bạn. Thực sự nấu rất là dễ và đơn giản nhanh luôn. Các bạn chỉ cần bắt lên bếp khoảng 5 phút thôi, và các bạn để nguội, có thể uống nóng hoặc để lạnh mà rất là tốt sức khỏe. Các bạn có thử đi ha. Giống mình này, mình cũng đang bắt đầu uống cam thảo nè, rất là thích. Thưởng thức với mình nha.